quý vị, chúng tôi vừa nhận được những thông tin mới nhất về diễn biến mưa bão. Mời quý vị cùng cập nhật nhanh tình hình qua bản tin sau đây. Hình ảnh tan hoang nơi tâm lũ Nghệ An Bộ Y tế yêu cầu trực cấp cứu 24 trên 24 sẵn sàng ứng phó mưa lũ. Lực lượng vũ trang quân khu 4 tích cực giúp nhân dân ứng phó mưa lũ. Dân hò nhau vớt hàng trăm con lợn bị lũ cuốn trôi. Hình ảnh tan hoang nơi tâm lũ Nghệ An Nước lũ rút, nhiều công trình hoa màu trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Nghệ An bị hư hỏng, tài sản của người dân chìm trong bùn đất. Trận mưa lớn vào đêm ngày 26 tháng 7 và dạng sáng ngày 27 tháng 9, cộng với việc các hồ thủy điện vận hành xả lũ, khiến cho mực nước các sông suối lên cao. Khoảng 1.200 ngôi nhà trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Nghệ An bị ngập sâu từ 1 đến 5 mét, hơn 5.000 người phải di rời sơ tán. Hiện tại địa phương có một trường hợp, chú bản Hoa Tiến 1 xã Châu Tiến đang bị bắt liên lạc gần 500 ha cây trồng trên địa bàn huyện chìm trong nước đổ ngã. Ngày 28 tháng 9, nước lũ cơ bản rút chỉ còn ngập cục bộ tại một số điểm. Lực lượng chức năng huyện Quỳ Châu đang nỗ lực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Thị trấn Tân Lạc là địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Quỳ Châu. Theo thống kê, toàn thị trấn có hơn 200 hộ dân bị ngập, có những hộ ngập sâu đến 5 mét nước dâng lên tận nóc nhà nhiều căn nhà bị hư hỏng tốc mái sau mưa lũ. Mưa lớn, nước lũ dâng cao, làm gần 15.000 học sinh phải nghỉ học. Hơn 100 học sinh trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu ở trọ bị lũ cuốn trôi hết sách vở, tư trang học tập. 7 điểm trường thuộc các xã Châu Hạnh, Châu Tiến, Châu Thắng, Diên Lãm bị ngập sâu trong nước. Lượng lớn đất tràn vào nhà, lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xúc đất ra ngoài. Những bộ quần áo phủ đầy màu bùn. Chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới bùn đất, người dân, lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên chung sức đưa chiếc xe lên. Đoàn viên thanh niên tích cực giúp người dân dọn dẹp khắc phục sau lũ. Trước đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các địa bàn ở huyện Quỳ Châu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng chức năng phát huy cao độ phương châm 4 tại chỗ, bố trí lực lượng để hỗ trợ các điểm sung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân, kiên quyết di rời những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao ngập nặng. Bộ Y tế yêu cầu trực cấp cứu 24 trên 24 sẵn sàng ứng phó mưa lũ. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ chỉ đạo tổ chức trực tuyến, chuyên môn trực cấp cứu 24 trên 24 giờ. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương ngày 28 tháng 9, Bộ Y tế đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ về triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lũ. Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rất to, lượng mưa từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 90 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực vùng trũng thấp. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Trung Bộ, Bộ Y tế, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể thực hiện nghiêm các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Bộ Y tế về việc sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm y tế ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động công tác phòng chống, ra soát kế hoạch phương án phòng chống bão lũ của đơn vị, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị, địa phương tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra, không để gián đoạn trong công tác cấp cứu điều trị cho người dân, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng cơ quan có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập úng lũ quét lũ ống sạt lở đất đồng thời tổ chức vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sắp xếp ổn định các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành trong khu vực trên báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng bảo đảm của địa phương về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Lực lượng vũ trang quân khu 4 tích cực giúp nhân dân ứng phó mưa lũ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh trên địa bàn quân khu 4 gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời điện chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai các biện pháp và điều động 5.501 lượt người, trong đó Bộ đội thường trực 219 đồng chí, dân quân 1.371 đồng chí và 3.911 đồng chí thuộc lực lượng khác cùng phối hợp với các lực lượng kịp thời giúp nhân dân ứng phó phòng chống khắc phục hậu quả mưa lũ. Thượng tá Lê Xuân Sơn, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu thông tin, ngay khi mưa lớn xảy ra ngập úng, cơ quan đã chủ động triển khai 30 cán bộ nhân viên và phương tiện, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương huy động 250 chiến sĩ dân quân di chuyển người, tài sản vật nuôi của người dân ra khỏi vùng ngập lụt và tốc trực ở những tuyến đường bị ngập sâu, ngăn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Theo Thượng tá Nguyễn Khánh Diên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp, ngay khi có dự báo về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thành lập 5 đoàn công tác đến các địa phương nắm tình hình. Khi mưa lớn xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã điều động 25 cán bộ nhân viên và 200 dân quân các xã, kịp thời giúp đỡ nhân dân phòng chống ứng phó với mưa lũ. Bà Hồ Đức Bình, thôn Thái Lão, xã Yên Hợp nói, Mưa lớn, nước từ thượng nguồn dâng nhanh, làm nhà tôi ngập gần 1 mét. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng già chưa biết xoay sở thế nào thì được các chú bộ đội dân quân xã đến giúp. Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước khi xảy ra mưa lớn bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cử các đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn ở các đơn vị khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai lực lượng phương tiện đến các địa phương phối hợp với các lực lượng giúp nhân dân ứng cứu phòng chống khắc phục hậu quả mưa lũ với sự chủ động tích cực trong triển khai các biện pháp phương án ứng phó phòng chống mưa lũ, đến 13 giờ ngày 28 tháng 9, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo thông tin từ chỉ huy các đơn vị, đến nay tại một số địa phương, nước đã rút, lực lượng vũ trang quân khu 4 đang tiếp tục triển khai các phương án giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống dân hò nhau vớt hàng trăm con lợn bị lũ cuốn trôi. Trang trại ngập lụt hàng trăm con lợn bị lũ cuốn trôi, người dân như Xuân Thanh Hóa hò nhau dùng thuyền bè bơi ra suối vớt. Ngày 28 tháng 9, ông Lang Thế Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết, tối 26 đến sáng ngày 27 tháng 8, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn. Nước lũ đổ về khiến cho trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Như Xuân bị ngập lụt, một đoạn đường tường rào bị xô đổ, ba hệ thống chuồng chăn nuôi lợn bị ngập, khoảng 300 con lợn bị chết đuối, 700 con bị lũ cuốn trôi. Lợn từ trang trại theo dòng suối xà xảm trôi về hạ du, trọng lượng mỗi con lợn khoảng từ 20 đến 40 kg. Ông Sơn cho hay, khi xảy ra sự cố, chủ trang trại không thông báo với chính quyền địa phương khi nắm được thông tin người dân vớt được lợn trôi lũ xã đã nắm tình hình liên hệ với chủ trang trại để kiểm tra làm rõ ông sơn cùng với tổ công tác của xã tiếp cận trang trại kiểm tra và thống kê thiệt hại nước lũ đổ về mạnh một đoạn tường rào bị sô đổ lợn trôi ra khe suối Người dân ở gần khu trang trại vớt được 60 con lợn còn sống giao lại cho chủ trại. Ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân cho hay, xã có nắm được thông tin việc người dân trên địa bàn vớt được một số con lợn trôi lũ từ xã Thanh Xuân về. Thời điểm xảy ra sự cố, xã không nhận được thông tin và đề nghị phối hợp của trang trại chăn nuôi nên địa phương đang nắm bắt tình hình. Ông Tê, quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Như Xuân tại xã Thanh Sơn cho biết, mưa lũ khiến cho nước từ núi đổ về, làm ngập lụt một số khu chăn nuôi của trang trại. Theo thống kê ban đầu, khoảng 1.000 con lợn bị chết hoặc lũ cuốn trôi. Một người dân địa phương cho biết chiều tối ngày 27 tháng 9, khi phát hiện lợn trôi ở suối, nhiều người dân địa phương đã hò nhau trèo thuyền bè, bơi, vớt ra vớt một số người vớt được từ 2 đến 3 con. Đêm 26 dạng sáng ngày 27 tháng 9, mưa lớn xảy ra tại các huyện như Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Tại huyện Như Xuân, Như Thanh, ghi nhận có lượng mưa lớn nhất. Mưa lớn đã làm cho nhiều diện tích hoa màu, lúa chưa kịp thu hoạch bị ngập sâu, nhiều bản làng các đập tràn nước dâng cao đã gây chia cắt cô lập nhiều nơi, giao thông bị ùn tắc bản tin dự báo thời tiết xin được khép lại với những nội dung vừa rồi chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tình hình thời tiết để quý vị chủ động nắm bắt được thông tin và có các phương án lịch trình đi lại phù hợp hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo